thuốc trị sâu tơ bướm trắng cho rau cải này. Một cặp này thì anh chị có thể pha được khoảng tầm 400 lít nước là mình đã sử dụng với liều, với tăng một ít liều lên rồi nhé. Cái số này sẽ đi về với vườn rau cải ở thành phố Hồ Chí Minh sử dụng để trị con sâu tơ bướm trắng. Ngoài sâu tơ bướm trắng thì nó còn có tác dụng với cả con bọ nhảy nữa nhé. Cứ một cặp chai gói này là các anh chị sử dụng cho khoảng tầm 400 lít nước. Thời gian cách ly của thuốc là 7 ngày thôi nên là sử dụng cho cây rau màu rất là phù hợp này. Các anh chị nên sử dụng thuốc vào buổi chiều mát để cho nó có hiệu quả cao hơn nhé. Thuốc nó có tính lưu dẫn và mát cây nữa sẽ nên là không sợ ảnh hưởng gì đến cây rau nhé. Thuốc bám dính cao này, không cháy lá non cây trồng này và dễ phối hợp với những loại thuốc trừ sâu bệnh khác để giảm công phun. Thuốc lưu dẫn mạnh và đặc trị cả những cái con chích hút nữa này. Sâu xanh, bướm trắng, sâu tơ. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau.